một sự kiện cuối năm 2004, khi nhắc đến cuộc chiến tranh đã lùi xa gần 30 năm, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã phát biểu. Nhiều sự kiện khi nhắc lại, có hàng triệu người vui mà cũng có hàng triệu người buồn. Triệu người vui đó có ông Sáu Dân, triệu người buồn đó cũng có ông Sáu Dân. Cuộc chiến mà ông dành trọn đời cống hiến đã lấy đi vĩnh viễn sự đoàn tụ của chính gia đình ông. Hôm nay chúng tôi mạn phép lật dở một trang khác. Có lẽ ít ai biết về cuộc đời riêng của ông để lý giải cho đằng sau nụ cười ấm áp mang phong cách Võ Văn Kiệt và những chia sẻ rất nhân văn của ông về thân phận con người trong nhiều bối cảnh lịch sử khác nhau. Vì sao lại chạm đến nhiều trái tim đến vậy? Câu chuyện trở vào năm 1940, những năm sau khởi nghĩa Bắc nước xoáy. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, bí danh bấy giờ là Tám Tượng, cùng nhiều nghĩa quân Nam Kỳ khởi nghĩa rút về U Minh để đánh giặc Pháp càn bố. Vào một mùa lục bình trôi tim tím rạch xẻo chít, vùng bưng rết tỉnh Sóc Trăng, anh cán bộ Tám Tượng đã vô tình gặp gỡ và lưu luyến người con gái nhan sắc mặn mà ở miền quê cò bay thẳng cánh. Cô là Kim Anh, con gái thứ bảy trong một gia đình nổi tiếng giàu có ở Sóc Trăng kỳ đó. Thăng trầm lịch sử không khóa lấp được những vết son cũ. Đây, nền móng của sự sung túc một thời. Đây, những lời đá tạc thể hiện nền nếp gia phong, giàu lòng yêu nước và hy sinh cách mạng của nhiều thế hệ gia đình ông Trần Quang Quy, cha của Kim Anh. Dù vậy, trong bối cảnh lịch sử còn nhiều hạn chế về ý thức giai cấp, gia đình và bản thân cô Kim Anh đã chịu nhiều thiệt thòi. Những tảo tần để hòa nhập với bà con lao động của cô qua ký ức rưng rưng của người anh trai, ông Trần Quang Hiến đã phần nào giúp chúng tôi họa đường nét và tâm hồn cao đẹp của cô. Không phải là địa chủ lớn, nhưng mà nó thuộc về có nhà máy xây lúa rồi có đường đất rồi nền thịnh, thử ra cách mạng người ta định ra thành phần, người ta nói là tư sản địa chủ nặng nề quá, cho nên là cô Bảy là 15 tuổi là cổ đi quét nhà giả gạo đồ tiếp đi bồng em giúp đỡ với những bà con nghèo đó, cực khổ lắm. Rồi cổ cũng không dám mặc đồ đẹp đâu, cái bộ bà ba đen rồi đi chân không. Rồi lúc đó cổ đi coi nhón tội nghiệp lắm. Có khi cổ giả gạo phòng tay, ông già nói nó hễ mà con gái nó thuận thì ông già gả. Dân Kiệt là cũng không có gì, cũng là đi kháng chiến nghèo như vậy đó. Nhưng mà ông già nói thôi việc đó không cần bao hết rồi, không có gì đâu, tôi rất là thương đâu là hết à. Về phía cố Thủ tướng lúc ấy là Chính Hòa, khi được nhắc nhở phải lấy vợ là đảng viên đã cười. Tôi cưới vợ chứ có phải thành lập chi bộ đâu. Tình cảm hai vợ chồng mặn nồng, lần lượt bốn người con ra đời. Phan Chí Dũng sinh năm 1951, Phan Hiếu Dân sinh năm 1955, Phan Thị Ánh Hồng sinh năm 1958 và Phan Chí Tâm sinh năm 1966. Dượng Bảy ở trong chiến khu, rồi cô Bảy thì đi ra đi vô để rằng mà đi thăm rồi tiếp tế đồ ăn, tiếp tế tiền bạc này kia, nó đưa tiếp đưa Dượng Bảy. Mà mỗi lần tiếp lên á, thì mua mắm, mua lạc xưởng, mua khô lên đầy đủ cho nghe, mình khỏi đi chợ cho nó, khỏi nấu cơm, nó khỏi giặt đồ nữa, lên mà làm hết mình sướng. Mình chỉ duy nhất được biết gì không? Dẫn Hồng đi chơi thôi, không làm gì hết. Đó, sáng nước nấu gì bà lo hết, rồi mới chỉ làm nước mắm, chỉ kho, chỉ nấu cơm. Chúng tôi cũng rất là thấy rất là tự hào, hạnh phúc khi có một người cha như vậy và một người mẹ đó hết lòng vì con vì cái. Và có thể rời bỏ một cái gia đình cũng rất là khá giả hồi xưa để mà ba đi đâu thì mẹ cũng đi theo, cho dù là cực khổ như thế nào đi nữa thì vẫn theo sát với ba để chăm sóc ba. Dù phần nhiều thời gian ông và vợ không ở bên cạnh nhau vì yêu cầu của hoạt động cách mạng, nhưng giữa bom đạn ác liệt đó, vật quý giá nhất vẫn được ông giữ gìn nơi ngực trái
chính là tấm ảnh của gia đình có vợ và các con. Chiến tranh đã tước đi của ông phần lớn gia đình nhỏ yêu dấu ấy. Đầu năm 1966, cậu con trai út Phan Chí Tâm chào đời không lâu. Bà Trần Thị Kim Anh muốn cho chồng biết mặt con đã bế tâm và dắt theo cô con gái Phan Thị Ánh Hồng ra chiến khu thăm chồng. Và rồi cả ba mẹ con vĩnh viễn nằm lại đâu đó dưới lòng sông nơi bến cát. Chuyến tàu khách Thuận Phong chở ba mẹ con đã bị ném bom và chìm vào lòng sông cuồn chảy. Nằm cùng mộ gió với bà Kim Anh là hai con Ánh Hồng, Chí Tâm, còn có người con trai cả của ông bà, Phan Chí Dũng. Khi mẹ và hai em mất, Dũng và em gái Hiếu Dân đang được gửi học ở trường học sinh miền Nam, Hải Phòng. Dũng hy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1972, chính trên quê mẹ khi đang cùng đồng đội đi trinh sát lọt vào ổ phục kích của địch. Bà Kim Anh chỉ còn để lại một người con gái, Phan Hiếu Dân. Chị Sóc Trung cho hay là Dũng nó về, chị ba tôi là đi xuống thăm nó, nó bây giờ con muốn cái gì, nó trước đền nợ nước sau con trả thù mẹ con, nó nói vậy rồi nó ngủ chung với tôi không á, Dũng ngủ chung không đó, thì xin rồi giờ đem về để đó. Bởi thiệt là chiến tranh thì không biết bao nhiêu người đã hy sinh rồi. Nhưng mà mình tiếc rằng bị Dũng nó còn là học trò. Hiếu Dân á, là suốt dọc đường từ thành phố Hồ Chí Minh á, là ôm anh mình ở trong tay. Nhưng mà không còn anh nữa mà là hài cốt. Hiếu Dân đứng đây đặt anh mình xuống. Đặt chỗ này. Lúc đó không có ai mà không khóc. Ai cũng khóc, thì vì thương quá. Thương là Hiếu Dân còn có một mình thôi. Thì sau khi mẹ mất thì cái vật luôn luôn bên ba là một bộ áo bà ba của mẹ. Và cái hình của mẹ và hình của anh em chúng tôi, mà cái hình đó là hoàn toàn là cái hình ghép. Tức là trước đây thì hoạt động bí mật thì không được phép là chụp hình chung với gia đình. Cho nên là từ cái nét viết của ba mà ba ke lên để mà cắt ra từng thành viên một trong gia đình để ghép lại đó, thì ba mang cái hình đó theo ghép lại, thì có anh hai tôi, rồi tôi, rồi Ánh Hồng, còn cái bé Tâm là cái bé Út mà thì chưa có hình. Đó, cho nên là ghép lại và mang theo người thì luôn luôn có cái bộ áo bà ba và cái hình của mẹ. Thực ra là ông cũng đi rất là nhiều lần cái ven cái sông Sài Gòn đi lên Bến Cát, Bình Dương, và tụi này cũng có đi theo. Cũng nhờ mấy cái nhà ngoại cảm đó, sáng cái hôm mà đi lên cái chỗ mà để chuẩn bị là rất là đặt niềm tin vô cái việc mà sẽ lấy được cái hài cốt của mẹ. Thì suốt đêm đó ba không ngủ, mà sáng hẹn với ba 4 giờ sáng là đi tàu lên. Thì sáng sớm 3 giờ đã kêu đi, tất cả mấy anh em đi và cuốc từ sáng cho tới chiều tối. Thì rất là rủi thay, thì cái đó không phải là cái hài cốt của mẹ, là một cái người đồng đội khác. Chiều rồi tôi nhớ là cái sông Bình Dương nó to lắm, bịp bịp nó kêu, bịp 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 bịp, mà tiếng bịp bịp nó dội 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 ở trên sông, nghe nó não nùng lắm. Về tới nhà đó thì Hiếu Dân mới đổ vật xuống dưới giường. Hiếu Dân khóc, mà chỉ có một mình chứng kiến cái cảnh đó mà mình hiểu là cái nỗi đau đó nó quá lớn đi, không an ủi. Là vì trong cái hoàn cảnh của bà già thì cũng phải nói là cũng không phải là dễ dàng để đi để có thể tìm kiếm được, tại vì ở dưới sông rồi cũng trải qua rất là nhiều năm mà sông nước như vậy rất khó. Nhưng mà cứ mỗi lần mà ra bờ sông, kể cả nhà tụi này như vậy, là ba lại thoáng buồn
rất buồn, nhìn bên xa xăm mà thấy rất là buồn. Thì khi mà trước khi mất thì ba cũng có viết vô cuốn sổ, thì cái di nguyện đó tụi này cũng có gửi cho Bộ Chính trị, nhưng mà các chú các bác thì không có thực hiện theo đúng cái di nguyện của ba. Cái di nguyện đó thì ba tôi cũng muốn là sau khi mất đi vì một cái hoàn cảnh, mẹ tôi và hai em là mất ở dưới sông như vậy, cho nên ba tôi cũng rất muốn là sẽ thiêu và rải cái tro xuống sông Sài Gòn đó, để cho nó trọn nghĩa thủy chung. Cái câu nguyên văn của ba là như vậy, và bút tích thì vẫn còn, nhưng mà anh em chúng tôi đề nghị mà không đạt được kết quả. Vô tình hay hữu ý, cuộc đời của ông gắn với những khúc sông. Đoạn sông gặp gỡ, yêu thương, đoạn sông của chia ly, của hy vọng và cô đơn. Và rồi hy vọng đoàn tụ khi về một thế giới bên kia. Sinh đâu, nằm xuống ở đó. Nhưng tôi có một hoàn cảnh riêng khá đặc biệt. Người vợ quá cố của tôi và hai con của tôi nằm xuống tại một đoạn sông Sài Gòn, không tìm được xác do giặc Mỹ sát hại năm 1966. Những nỗi đau không nguôi gần 30 năm. Và từ đó, tôi có một nguyện vọng khi tôi qua đời được hỏa táng và rải tro xuống đoạn sông Sài Gòn để tròn nghĩa thủy chung, đúng đạo lý của con người bình thường. Nếu có một thế giới nào đó ở bên kia, thì tôi sẽ gặp lại vợ con tôi. Còn không, thì tâm hồn cũng được thanh thản. Ngoài bốn người con với bà Kim Anh, cố thủ tướng còn có một người con sinh năm 1952 ở miền Bắc, tên là Phan Thanh Nam. Một vài người chí thân của cố thủ tướng cho biết mẹ của ông Thanh Nam là bà Hồ Thị Minh, chủ bút đầu tiên của tờ Phụ Nữ Cứu Quốc Nam Bộ. Ngày thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời, khi giới thiệu Trưởng Nam lên đọc điếu văn, nhiều người không khỏi bất ngờ. Câu chuyện của bà Minh và ông Sáu Dân có lẽ là một câu chuyện tình, nhưng ông Sáu Dân trân trọng và không hề giấu giếm. Ông Võ Văn Kiệt từng kể: "Tôi nói hết với vợ, bà ấy nghe cũng buồn, nhưng không trách móc gì. Bà ấy thỉnh thoảng lại nhắc, phải tìm được thằng Nam về." Chiến tranh và những biến cố lịch sử, nhiều gia đình ly tán, những người con theo họ mẹ, có cả những người con không biết mặt cha mẹ. Ông Thanh Nam là một người con bị cuốn vào hoàn cảnh lịch sử đó. Mãi đến năm 20 tuổi, ông mới gặp cha. Ngày hôm đó là một ký ức không bao giờ có thể quên. Cái nói về kỷ niệm của ba thì mỗi đứa trong anh em đều có những kỷ niệm mà nó để lại, không phải chỉ có để lại mà nó rất là sâu sắc. Cái lần đầu tiên anh gặp được ông, tức là cuối tháng 9 năm 70, vô trong này, đi Trường Sơn ở trong này thì lúc đó bà ở dưới miền Tây. Sau trận Càn Đông Dương này, trong này thì bà mới viết thư lên rằng là tháng 9 bà sẽ lên họp. Bây giờ con về thì con ở trên chỗ các chú, cho nên lúc nào ba lên là vậy. Mà ba lên đến nơi thì ba nói, ba kêu là bây giờ mình ra đón Nam về. Về thì từ ngoài dãy mà về trong nhà là khoảng đi cũng khoảng là 4 tiếng. Đi xe đi về đến nhà là về trong này thì là tối. Chưa gặp nhau không biết, nhưng mà thấy có như bật dậy và chạy từ trên nhà, chạy xuống cách xã cũng khoảng độ hơn 200 mét gì đây. Thì cũng chưa biết có phải ông không. Thì nhưng mà ông ôm chầm lấy, ông hỏi con về hồi nào, nói gì. Xong rồi là lên ngồi nói chuyện thêm, hỏi thăm chuyện ngoài Bắc thế nào, trong này thế nào. Thì mày về mày có gặp em mày không, cái thế xong thì
lúc đó chú Mười chú lại kêu ông đi làm, thế là ông lại sang bên, thế là cũng hết một đêm luôn. Và từ sau đó là chuẩn bị cho trận càn U Minh, là hai không gặp nhau nữa. Niềm hạnh phúc đối với ông Thanh Nam chính là câu nói của cha ông, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt: "Tôi tự hào về các con của tôi, đó là phúc lớn của tôi." Đó là sự ghi nhận âm thầm và ấm áp của một người cha ở đỉnh cao của chiến trường dành cho con cái. Tình cảm đó, niềm tự hào đó rất đổi thân thiết và cũng rất bình dị đời thường. Chú không biết xã hội thế nào nhưng đối với ba là một tấm gương rất lớn. Và chúng tôi, anh em chúng tôi thì thật ra là sống với ba này rất là ít. Nhưng mà ba như một người ba mà có thể là một người mẹ, luôn luôn quan tâm cho chúng tôi và đặt niềm tin vô con cái. Tức là khi luôn luôn tin tưởng vào con cái. Và một cái điều mà ba để lại chúng tôi là làm có sự quan tâm, phải biết quan tâm đến những người xung quanh. Và sống phải nhân hậu và không ích kỷ tất cả mọi người. Đó là những cái điều mà ba luôn luôn nhắc nhở. Tuy thời gian ngồi với nhau rất ít nhưng mà khi mỗi một lần gặp thì cái chuyện mà ông nhắc hay là cái chuyện ấy đặt ra đều là rất là lâu, có khi đến bây giờ vẫn còn phải nó sâu đó. Ông là như thế, ông là một người sâu sắc như thế. Ba tôi hài lòng nhất về tôi là ba tôi nói là cái sự tự chịu trách nhiệm và tự đương đầu. Từ bé tí thì đã xa gia đình và ra Hà Nội tự sống, trong học sinh miền Nam tự sống và không làm phiền ba. Một cái điều là không, khi mà lớn lên chọn lựa nghề nghiệp cũng như là chọn lựa phải ra làm một cái việc riêng, và quyền lợi chính trị cũng mất hồi đó là do là đảng viên không được làm kinh tế đó. Thì tất cả cái đó thì ba chỉ nói một câu là ba rất tin vào cái sự tự chịu trách nhiệm của con bà và rất tin tưởng ở con mình. Cái điều đó là một cái điều hạnh phúc nhất và mình luôn luôn nhớ, và mình cho mình một cái áp lực trong cái cuộc sống. Và cái thứ hai là một người cha nhưng mà cũng thay mẹ ở chỗ là khi mà tôi chuẩn bị kết hôn lấy chồng thì ba chỉ nhắc một câu là các dì ở bên mẹ và mẹ là rất cung công dung ngôn hạnh và một cái gia đình sống rất nề nếp. Bên ngoài tôi thì sống rất nề nếp và rất khéo léo, cho nên mình thì từ nhỏ tới lớn là sống ở tập thể thì rất là vụng về. Cho nên ba tôi mới nhắc khéo là con gái là phải công dung ngôn hạnh, cho nên hồi đó là mình phải đi học nấu nướng rồi các thứ trước khi mà về nhà chồng. Thì đó là chỉ có những người mẹ mới có thể, mà bây giờ tôi cũng thấy rất là thương và không nghĩ rằng một người cha lại nghĩ tức một cách rất là đầy đủ như vậy. Vừa là cái sự phát triển bản thân của mình và vừa là phải làm một cái cuộc sống rất đời thường của một người phụ nữ. Ba tôi cũng quan tâm, cũng để ý và nhắc nhở. Người ta nói giống chứ chú cũng không biết, chú không nhìn là thế nào để giống. Nói giống là từ người ta nói giống. Thì người ta nói con không giống cha thì không giống lông, giống cánh. Chú giống được cái lông. Giống được cái lông. Cái cánh thì không có. Không khó. Cô chịu khó học hành. Thế thôi. Học hành cũng đấy. Muốn học gì học. Cuộc đời ông Sáu Chân còn có bóng dáng của một người phụ nữ khác, bà Phan Nương Cầm. Năm 1984, sau khi người vợ đầu mất gần 20 năm, ông đi bước nữa. Cũng qua cuộc trò chuyện với một số bạn bè thân quý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, chúng tôi được chia sẻ, ông với bà Phan Nương Cầm không hẳn là tình yêu, mà là sự mến mộ một tri thức. Bà Phan Nương Cầm là giáo sư, tiến sĩ hóa học, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, từng được trao tặng giải thưởng Kovalevskaya. Bà cũng là người sáng lập và là giám đốc trung tâm nghiên cứu ăn mòn và bảo vệ kim loại trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 1996 đến năm 2008 khi bà nghỉ hưu. Tôi quý rất ông ấy về những cái đức tính của con lãnh đạo, có tầm nhìn chiến lược, có quyết đoán, có lắng nghe. Cái thương nhất của tôi cho đến bây giờ tôi vẫn
phục ông ấy, quý ông ấy, nhưng mà cũng rất thương ông ấy, con người thiếu quyết đoán như đó. Mọi việc quyết đoán mà cái việc của mình không quyết đoán được, tìm cách trốn tránh nỗi đau đó mà không để cái nỗi đau cho người khác. Nếu nói về tình cảm của ông Sáu, nói còn thế. Thành ra tôi rất thương ông Sáu, cuối đời thương lắm. Thành ra ông ấy phải lấy những cái hoạt động đi nơi này nơi kia, đi tỉnh này tỉnh khác, gặp các anh em này khác mà cái thì mà vừa là vì cái đóng góp cho cái chung, đồng thời có lẽ có một phần đó để khỏa lấp cái nỗi đau riêng, tránh cái nỗi đau riêng đi, có phải thế không? Tôi nghĩ có là thế. Nhiều khi ông ấy quá nhân hậu mà chịu cái vất vả, cái về phía mình để tránh cái vất vả cái cho người khác. Đã 12 năm, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, ông Sáu Dân, anh Sáu Dân về với đất mẹ. Di hài của ông được đặt trang trọng trong nghĩa trang, nhưng có lẽ hồn ông đã phiêu du về nơi bến sông, bến cát. Có lẽ ông đã đoàn tụ được với người vợ và những người con bé bỏng của mình như ước nguyện ngày nào, trọn nghĩa thủy chung. Những người đã gắn bó với cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đều nhất trí rằng ông sinh ra để đi chiến trường. Đúng, nhưng chưa đủ. Chính xác hơn, ông sinh ra để quyết định những điều lớn lao cho sinh mệnh đất nước. Để chứng minh điều đó, xin mượn lời của giáo sư Đặng Phong trước khi nói tiếp về những quyết sách phá rào của cố Thủ tướng trong thời bình. Ông Võ Văn Kiệt có vai trò như một chiếc xe tăng đỡ đạn cho những người xé rào. Nhiều điều ngày hôm nay dường như ai cũng cảm thấy là đúng, thì 40 năm trước đâu đã là như thế. Biết bao là băn khoăn, trăn trở, hoài nghi, lực cản. Cũng có những quyết định đã đe dọa trực tiếp đến cái ghế của chính ông. Nhưng ông chưa từng ngần ngại, bởi xuyên suốt mọi điều lớn lao ông đã làm vì dân.